Chú ơi, cháu nghe nói là lúc nhập cảnh có mấy tờ giấy gì phải khai chú ạ. Chú có biết mấy tờ giấy đấy không? Ồ, biết. Vào đây, chú chỉ cho. Đơn giản lắm. Đây, tờ thứ nhất đây là tờ khai nhập cảnh đấy chứ. Thì tất cả những phần này chúng ta có thể viết bằng gì nhỉ? Nếu biết tiếng Nhật thì viết tiếng Nhật, không thì viết bằng tiếng Anh. Đó, tất cả nhá, ok. Thì đây viết bằng tiếng Anh được. Tạm thời chú điền ở đây rồi, cháu để ý mà xem. Nhất phần này là tên nữa, họ này. Còn tên này, họ viết này. Viết hoa không dấu ạ. Viết hoa không dấu. Tiếng Anh. Tiếng Anh hết, ok. Viết tiết như thế này luôn. Còn đây là gì nhỉ? Quốc tịch đúng không? Cục Sê Kỳ. Rồi thì ngày tháng năm sinh. Ok. Chỗ này viết Việt Nam được. Rồi thì đây là tên chuyến bay nhá. Mã số chuyến bay ấy, trong vé máy bay có rồi đấy. Mình ký tên vào đây. Phần bên này thì như thế đơn giản. Tên, họ và tên này. Họ này, tên này, ok. Việt Nam này. Việt Nam. Đó, vẫn giống nhau mà. Ok. Không ảnh hưởng đâu. Đấy, Việt Nam này. Rồi thì ngày tháng năm sinh đây. Đây là ngày đúng không? Đây là tháng, đây là năm đúng không? Trai con gái điền đây đúng không? Đây là gì nhỉ? 1, 2 này là gì đấy ạ? Chọn thôi, trai hay là gái. Otoko này. Còn là ok. Còn tiếp theo đây là địa chỉ. Đây địa chỉ. Địa chỉ là Việt Nam này. Rồi ghi thành phố mình ở. Thành phố mình ở. Cái đoạn này là chỉ ghi nghề nghiệp nữa nhá. Học sinh. Học sinh trong tiếng Nhật là gakse. Chọn một trong hai thôi. Kanji hoặc hiragana. Hoặc là viết bằng tiếng Anh. Student. Ok. Còn đây là gì đây? Số gì nhỉ? Passport. Hộ chiếu đúng không? Số hộ chiếu của mình đây. Rồi thì tên, đây số hộ chiếu bao nhiêu kiện đây? Đó, tên gì nhỉ? Chuyến bay, tên chuyến bay. Rồi thì mục đích sang Nhật thì làm gì nhớ nhé? Mục đích sang Nhật thì mình ghi ở đây mục đích đi học. Nó benkyo, tiếng Nhật là benkyo là đi học. Hoặc là gakshu cũng được. Ngoài ra có thể ghi là study đúng không? Tiếng Anh nhé. Gakshu là học tập đấy ạ. Gakshu là học tập. Đây ghi là gakshu cũng được. Ok. Còn đây là gì nhỉ? Thời gian tại ngoại thì không phải ghi nhớ nhé. Vâng. Đúng không? Tiếp theo cái đoạn này là địa chỉ liên lạc tại Nhật, cái này mình chưa biết đâu thì mình cứ ghi địa chỉ của nhà trường, ok, ghi bằng tiếng Anh được nhớ nhá. Biết tiếng Nhật, biết ghi tiếng Nhật. Thôi tiếp theo tức là trang đằng sau của nó nhớ chưa, thì nó ghi mấy cái này này, đơn giản thôi. Bạn đã bao giờ bị gì nhỉ, đây là bị trục xuất khỏi Nhật chưa đúng không, hay là bạn đã bao giờ bị từ chối nhập cảnh, hay là từ chối nhập cảnh vào Nhật hay là các nước khác chưa, ok, đơn giản thôi. Là phần này các bạn đánh nhỉ, các em cứ đánh no là ok. Ok. Còn phần cuối là bạn mang bao nhiêu tiền thì không cần phải ghi nhé chứ. Phần cuối cùng là ghi họ và tên ở đây, đăng ký. Thế là hết. Hết form nhập cảnh nhé chứ. Bây giờ đến form ghi gì nhỉ? Hải quan. Okay. Nó có một form như thế này. Okay. Mặt A và mặt B nhé chứ. Mặt B thì chúng ta không phải viết, bây giờ chúng ta chỉ viết mặt A thôi. Bởi vì tí nữa mình sẽ giải thích xong. Nhất ở phần trên này là ngày nhập cảnh, ok, new kokubi, tức là gì nhỉ? Chú cũng sắp đi Nhật đấy. Khi nào mà? Đấy, tháng 4, không phải ngày 3 mà ngày 7 cơ. Sao đây ngày 7? Ôi, ngày 7, ok. Ngày 7 đây, Nguyễn Văn Dũng họ tên đây, ok. Tiếp theo địa chỉ, ghi địa chỉ thì nhà trường đây nhớ chưa? Biết số điện thoại nhà trường thì ghi ở điện thoại đấy được. Thôi. Ở trên này là nghề quên mất ghi này. Nghe sục cứ ghi ở đây, chúng ta phải ghi là gì đây? Cái phần này các cháu ghi student đây nhá, sục cứ ghi này. Student đây. Gạc xê. Gạc xê. Ở phần dưới này là ghi ngày tháng năm sinh này, năm trước, tháng sau và ngày nhớ chưa? Rồi thì gì tên số hiệu chuyến bay đấy nhé. À đúng là tên số hiệu chuyến bay đấy nhé. Hết rồi. Còn phần dưới này này, đánh no. Yeah. Yeah. Cứ đánh thế được ạ? Cứ đánh thế thôi, không phải có vấn đề gì. Cái câu là ký tên. Sao? Ký tên cả? Còn cái phần này, những người nào mà gì không mang những cái đồ vật liên quan đúng không? Khi nhập cảnh, tức là mình sẽ đi thế này, thì không phải viết phần bên này nữa. Thế đó, thế nào khác? Cái câu là gì nhỉ? Giấy xin việc. Các cháu cũng sang Nhật có đi làm thêm không? Có ạ. Có đúng không? Thì phải xin giấy này. Giấy này download trên mạng cũng được đấy. Đây này, đơn giản. Thầy download trên mạng xong thì nhỉ? In ra cho mình ghi trước cũng được. Những
cái gì mình in ra mình ghi trước được thì càng tốt. Ok. Nhất là quốc tịch đúng không? Chị ghi là gì nhỉ? Việt Nam ư? Đấy. Tiếp theo. Ngày tháng năm sinh ghi năm trước đó, 1985. Đấy. Đây là tháng 6. 4. Đấy. Đây là gì đây? Tên. Quyển. Ây. Quán. Dũng này. Nam ở đây. Quanh tròn vào như chứ. Thế thôi, đơn giản nên là ký tên xong thì ghi ngày tháng tí. Các cháu đi vùng nào? Tokyo ạ. Tokyo ạ? Đi Tokyo luôn. Vâng ạ. Ồ, Tokyo chắc là giữa trung tâm đúng không? Vâng. Ồ, ở gần đấy nếu mà gì nhỉ, gặp khó khăn về gì ở cuộc sống, sinh hoạt hay là gặp các cháu muốn đi làm thêm mà tìm mãi không được việc á, thì liên lạc với thầy Xin nhá. Ồ, thầy Xin xin việc nhá. Ồ, thầy Xin. Đấy nhá, chú chỉ Facebook thầy Xin cho mình xem. Xin. Ồ, thầy Xin này, đáng nghĩa Xin là già nhỉ chứ. Vâng. Cứ gì nhỉ? Chat với thầy nhỉ? Vâng. Thầy ơi gì nhỉ? Có việc làm gì không? Giới thiệu cho em với. Nhưng mà các cháu phải biết tiếng Nhật cơ. À, cháu sẽ cố gắng học ạ. Không thì nói tiếng Anh cũng được. Đúng không? Vâng. Đấy nhá. Vâng. Ok, có gì muốn hỏi nữa không? Không ạ. Vâng. Thôi, bọn cháu sẽ về. Về. Vâng. Chào cảm ơn chú ạ. Ờ, bye bye. Thế chú ạ, có về nhá. Ừ, bye bye. Cháu về đấy ạ.